không, đã không, đã quá không, đã không. Đã không. Ừ, quá đã. Nghe nhạc là mới lớn như vậy, nghe nó mới đã, hiểu không? Ừ. Công đã. Nhận, công nhận cái đã. Dàn âm thanh nhà anh mới tuyển quá đã luôn. Mày nói lớn lên tao có nghe. Cái dàn âm thanh nhà anh mới tuyển. Ừ. Quá đã luôn. Ừ. Âm thanh nghe cực lớn. Chứ sao? Vậy mà cực êm. Ừ. Ừ. Tao á là tao tới cái trung tâm điện máy á, tao mê cái vàng này là gọi là một tháng nay rồi. Rồi vậy hả? Hiểu không? Chắc mắc lắm hả? Mày nói lớn lên. Mắc lắm hả? Mắc lắm. Trời ơi, mấy chục triệu luôn đúng không? Ngày nào tao cũng đi ngang qua tao nhìn nó là tao mới về nhà. Trời ơi, cái này là ao ước của gia đình em. Phải không? Mà cái vàng máy nhà nó cũ quá rồi. Ờ. Muốn có tiền thay nhưng mà chưa có tiền. Ờ. Chắc phải về để dành đến năm sau có tiền mua một cái vàng máy mới với anh. Mày đợi đi, tao bật lớn lên chút xíu nữa đi, chứ mày nói khó nghe quá. Trời ơi, nói cũng khàn cả họng luôn rồi mà khó nghe gì. Giờ nè. Mày nói lại đi, rồi từ giờ đến giờ mày nói cái gì? Em ao ước có một cái vàng máy karaoke giống như anh. Ờ. Hiện đại giống như vậy. Ờ. Được không? Nhưng mà chưa có tiền. Ờ. Phải để dành tiền đến năm sau hút một cái máy như vậy về nhà hát cho cả xóm nó lé mặt chơi. Ờ. Mà công nhận nha. Đâu? Có bạn là đại gia đã thiệt. Ờ. Mà mày thấy cảm giác tao với mày mà ngồi nghe cái vàng này sướng không? Mày có nghe, mày có thấy là mở cái vàng máy này rồi tao với mày nói chuyện nó lạ không? Lạ. Y như là tao với mày đứng ngoài bãi biển vậy đó. Giống như người này đứng một đầu, người kia đứng một đầu, la hét qua lại vậy đó. Đúng rồi. Mày bây giờ mày la coi tao nghe không, tao ngồi xa hơn chút nữa. Anh. Đâu? Cái dàn máy hiện đại này. Ừ. Em thấy anh em mình giống như là sống trên rừng vậy. Ừ. Giống như là cái thời tặc săn vậy. Ôi, tao ghét cái chữ rừng lắm. Ủa vậy hả? Ừ, có người ở gần đây nè, mỗi lần thấy tao là nói tao sống trên rừng, tao thù lắm. Trời ơi, mấy cái người đó là mấy cái người vô duyên. Ừ. Không có ý thức gì hết. Thôi, không nói nhiều, hát đi, hát đi. Như em đi lại chùa. Em nói chuyện với anh chút. Gì? Em nói chuyện với anh chút. Nói đây à. Em nói chuyện với anh chút. Chị Di. Lớn quá. Không nghe. Chắc tính xin qua đây hát kia. Hát hả? À, là hát đi, hát đi, hát đi. Âm thanh mới mua hả? Ừ, đúng rồi. Tắt luôn được không? Tắt rồi. Giỏi. Mai mới. Lúc nó chưa có gì. Vậy mà máy của mình không biết sử dụng. Không biết sử dụng. Giỏi. Nó vô nhà tao nó tắt máy luôn. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên người ta đang hát karaoke rồi đi qua đây tắt máy không nổi? Ồn quá. Trời ơi, ở bên nhà hai vợ chồng nằm ngủ mà nói chuyện với nhau không được luôn á. Cái gì đâu mà làm cái trong rừng vậy trời. Nè, thấy chưa, tao kỵ cái từ trong rừng mà nó cứ trong rừng với tao hoài à. Nè, nói cho nghe nha, cái đó là cái chuyện của hai vợ chồng, nhớ chưa? Cái này tôi hát bên nhà của tôi, đâu có ảnh hưởng đến ai đâu, đúng không? Em biết là như vậy rồi, nhưng mà anh hát một đêm hôm qua tới sáng không đã hay sao? Bây giờ trưa hôm nay anh hát nữa. Hồi sáng nay dậy không được, dậy được hát từ sáng rồi, chứ không phải đến trưa mới hát đâu. Trời đất ơi. Anh ơi, vợ em đang bệnh, anh thông cảm đi, cho bà nghỉ ngơi đi anh. Vợ của bạn bệnh, đó là chuyện của bạn, đúng không? Tôi hát karaoke ở bên nhà tôi, đó là chuyện của tôi. Dính dáng đến nhau, đúng không? Muốn lo cho vợ mình, đi về nha. Còn ở đây không biết những cái đó, không có trách nhiệm nha. Nhưng mà đây, cho tôi có ý kiến. Ờ. Anh không coi báo đài rồi tivi người ta nói sao? Ừ. Âm nhạc là để dùng để chữa bệnh. Có nghe cái đó không? Đúng. Vợ anh bệnh, cho vợ anh nghe nhạc. Ờ. Vợ anh sẽ hết bệnh. Vậy thôi. Còn nếu mà bên đó nghe không rõ, dắt qua đây tôi cho ngồi đây nghe luôn. Vậy thôi. Bên đó nghe không rõ, dắt qua đây nghe. Đúng rồi. Dắt qua đây nghe xong rồi đem chôn luôn thì có. Ủa là sao? Ý mày nói là tao hát dở hả? Anh hát quá dở luôn. Không phải dở thường nữa.
được rồi. Bây giờ em nói anh, bị anh phải thông cảm cho em đi. Bây giờ anh hát, anh hát anh lựa ngay cái giờ người ta nghỉ trưa anh hát không à. Bây giờ nè, chiều tối anh hát đi. Ai nói anh? Chiều tối người ta thức dậy rồi. Người ta đâu có nằm ở trên giường mà người ta nghe được cái giọng hát của tao. Mà hiểu không? Cái buổi trưa người ta nằm người ta ngủ, người ta mới giật mình dậy, người ta mới nghe, ồ giọng hát ai hay quá. Trời đất ơi, mày biết cái gì về nghệ thuật mà là mày nói gì đâu. Bây giờ muốn qua đây ngồi chơi uống bia, mời bia. Chứ không có này kia với nhau nha, không có nhục mạ nhau nha. Còn cảm thấy mà nhục mạ nhau á thì xin mời bạn đi về nha. Đây là nhà tôi nha. Anh mới nói cái gì? Bây giờ tôi mời bạn đi về. Chứ lúc đầu anh tính mời bia tôi mà. Mời bia với tư cách là bạn bè nói chuyện đàng hoàng, hiểu không? Rồi bây giờ tôi nhận anh lon bia nè, với rồi, tư cách là đi. Bạn bè nè. Rồi. Còn bây đi. Giờ cái chuyện hàng xóm là tôi rồi. Yêu cầu anh không được quyền hát nữa. Bây giờ tôi yêu cầu mày trả lon bia lại cho tao mày. Là không còn tư cách bạn bè nữa. Mày lớn tiếng với tao à? Rồi. Ô, mày lớn bằng tao không à? Rồi được rồi, 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 được rồi. Tôi biết, tôi biết. Tôi là người thành thị, còn anh thì ở trong rừng, cho nên là anh muốn sống sao anh sống kệ anh. Trời ơi, nói nặng quá. Mày nói ở trong rừng hả? Mày nói ở trong rừng. Trời ơi, mệt mỏi ra đây ngồi hóng gió xíu mà nghe tiếng xe rầm rầm vậy sao chịu nổi trời. Nghe rồi mà đang sửa xe. Trời ơi làm như điếc vậy đó không nghe. Trời ơi kêu anh tự bển qua đây tôi tát anh một cái luôn mà anh không nghe ở đó mà chuyện điếc. Gì chuyện gì sao tiếng bộ nghe đã quá không đã phải anh để khi khác sửa xe được không, để cho bà con ngủ nghe cái anh. Trời ơi sao vậy, xe tôi hư lúc nào tôi sửa lúc đó, chị nói gì kỳ vậy chị? Không phải là tôi không cho anh sửa xe à. Nhưng mà để chiều chiều hắn sửa, giờ này trưa rồi. Với lại khói xe rồi bay qua rồi ga rồ ầm nữa. Để cho, nói chung là để cho em nghỉ ngơi chút xíu. Bây giờ tôi nói rõ chị nha. Dạ. Xe này là xe của ai? Là xe anh. Nhà này nhà của ai? Nhà anh. Thì tôi được quyền đúng không? Mắc dạ. Mớ đến chị đâu, ảnh hưởng đến chị đâu. Không phải, nhưng mà cái này người ta nói về cái biết điều đó anh. Hàng xóm ở chung với nhau phải biết điều chút xíu. Với anh sống vậy giống như anh sống trong rừng mình anh rồi đúng không? Rồi hiểu rồi. Chị nhắc đến chữ biết điều thì chị nói luôn cái vụ rừng là tôi hiểu, chị coi tôi là cái gì rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi, vậy rồi, rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Gì vậy trời? Gì vậy? Chị làm gì vậy? Tại sao chị được quyền chị tắt cái xe của tôi làm sao? Anh giống như anh trêu ngươi tôi vậy á. Trêu ngươi làm sao? Anh nói được rồi đi về đi, tôi tưởng đâu là anh chấp nhận rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Nghĩ sao tôi vừa qua tới bển anh mờ rồ ga lên anh leo lên nhúng nhảy như khỉ vậy hả? Hồi nãy chị xúc phạm tôi một lần rồi đúng không? Chị nói rừng là tôi hiểu, chị hiểu con là chị nói tôi con gì rồi. Bây giờ chị nói thẳng luôn là con khỉ vậy đúng không? Đúng, tôi là con khỉ đó. Thấy không? Tôi nói chị nghe nha, xe này của tôi thì tôi sửa. Thấy không? Cái chuyện của chị như thế nào đó là chuyện của chị. Còn khói nó bay đi đâu đó là chuyện của nó. Làm sao mà tôi kêu khói phải bay qua hướng khác được. Nè anh đừng có ăn nói nghe ngược vậy nghe chưa đi. Bây giờ là buổi trưa là giờ người ta nghỉ ngơi. Bây giờ chị la phải không? Được rồi tôi nói chị nghe nè. Từ đó giờ hai vợ chồng chị cứ qua kiếm chuyện gia đình tôi hoài. Kiếm gì cái gì? Chịu khó làm ăn đi ha. Rồi mua xe như tôi. Rồi mua vàng karaoke như tôi. Khỏi kiếm chuyện có gì đâu. Nè anh tôi nói thiệt với anh á. Anh là một cái người không biết điều. Đúng rồi không biết điều. Không biết điều cho nên mới đối xử với bà con hàng xóm đúng vậy rồi. Đối xử gì? Lạ cái gì đó? Xe người ta hư người ta sửa má gì không biết điều hả? Anh Giang nói một lần nữa không? Tôi sợ quá. Anh Giang nói một lần nữa. Ê, tôi sợ bà quá. Tôi nói nãy giờ đó. Giờ bà làm gì tôi. Anh nói một lần nữa đi. Nói nè, nói nè. Ngồi đi.
gì nữa mày? Tắt máy giùm em cái anh Năm. Chuyện gì nữa? Bây giờ mày định qua đây mày gây chuyện tao nữa đúng không? Em không có qua gây chuyện, nhưng mà em qua là em nói để anh biết chuyện thôi. Là số làng vậy, là trưa nắng thì ai là dân lao động ta cũng nghỉ. Mà anh hết karaoke anh tới sửa xe vậy tội nghiệp bà con quá anh. Đó, thà là mày nói chuyện đàng hoàng với tao thì tao nói chuyện đàng hoàng với mày. Dạ. Cái giờ nghỉ ngơi. Dạ. Bà con họ ngủ chưa? Dạ đúng. Tại sao họ ngủ chưa? Họ mệt. Xe họ không có hư. Còn đến giờ nghỉ trưa tao mới rảnh để tao sửa, hiểu không? Nhưng mà anh sửa vậy, anh ơi anh, cái gì nữa? Anh sửa vậy bà con ngủ không được. Bà con ngủ không được thì bà con thức. Thấy không? Còn ai mà muốn yên tĩnh thì tự làm nhà của mình cách âm đi. Đây là khu lao động mà làm sao mà mày cấm không có tiếng ồn được. Nếu mà làm nhà cách âm thì bà con này nghèo làm nhà cách âm không được. Bây giờ không mấy giờ tôi có ý kiến này, tôi giúp anh được không? Sao? Anh muốn sửa xe cũng được, muốn hát karaoke cũng được. Rồi. Anh chuyển nhà vô rừng ở đi. Trời ơi, nghĩ sao mà cả cái khu vực này người ta là dân lao động mà anh tôi qua tôi nói chuyện ngọt ngào với anh mà anh còn ba gai với tôi là sao? Tao không ba gai với mày, nhưng hai vợ chồng mày y như nhau. Thấy không? Bọn mày nói chuyện với tao không lại, bọn mày lôi cái từ rừng ra. Được rồi. Vợ mày còn nói tao là con khỉ nữa kìa. Không nói nhiều. Đàn bà tao giải quyết vậy đó. Còn đàn ông mà qua đây cà chớn, tao đục thẳng vô mặt. Trời. Nè. Tao đánh lộn với mày á. Thôi nha, bà con hàng xóm không có đánh lộn đụng tay. Hàng xóm là sao? Hả? Mày không muốn rồi. Anh đi vô đi. Cái gì? Anh đi vô đi. Đi vô đi. Trời ơi, tôi kêu tôi vô nha. Đi vô đi. Mày quá, trời ơi. Trời ơi, cỡ mày hả? Một phát thôi. Anh gì? Anh nói gì? Hả? Tao nói gì? Anh dám nói một lần nữa không? Mày làm gì tao? Anh dám nói một lần nữa. Tao kêu mày tao luôn, mày làm gì tao? Anh nói một lần nữa. Anh nói một lần nữa. Dùng chiêu cũ hả? Trời ơi, mày đặt hả? Giả bộ với tao hả? Trời ơi, anh đánh vợ tôi hả? Ê, gì? Anh đánh ở đâu? Anh không đánh tại sao bả xỉu? Nè, tao chỉ cãi lộn thôi nha. Tự nhiên nó xỉu nha, đừng có đổ thừa tao à. Nè, anh không đánh anh bước ra đó làm chi? Nhà tao đứng, tao đó lưng cao được không? Trời ơi, bà con coi nè, ông Năm ông đánh đàn bà nè. Nè, mày nói cho ông biết nghe chưa? Sao? Vợ tôi mà có chuyện gì ông đừng có trách tôi nghe chưa? Rồi nha, tao đã nói một lần cuối cùng là tao không có đánh nó nghe chưa? Tự động rồi vợ mày xỉu nghe chưa? Bây giờ bả xỉu rồi tôi làm sao? Sao kệ mày chứ mày hỏi tao. Khiên bả vô. Trời, vô duyên. Dậy mình. Dậy đi vô sức dầu cho. Trời ơi. Anh nhớ nha. Vợ vậy? Tôi mà có chuyện gì hả? Tôi đốt nhà tôi luôn. Trời ơi, đốt nhà mày. Mày đốt nhà mày. Ê, mày đốt nhà mày rồi cháy nhà tao sao mày? Ê, xui gì mà xui tận mạng luôn à trời. Tự nhiên là bây giờ không dám bước ra đường luôn. Ai gặp cũng nhìn. Tự nhiên mang tiếng đi đánh vợ tư hào. Ơi xui gì mày ơi, do mình hết. Mày không đánh ai đồn. Tao nghe người ta đồn rần rồi. Mày có quýnh vợ nó không? Mày điên nữa mày. Khùng, tự nhiên cãi qua cãi lại rồi tự nhiên là xỉu. Ủa? Ủa chú. Chào chú. Ủa hai đứa sáng vô quán chú ăn mì căng à? Ừ. Vậy không? Hai đứa căng thẳng dữ. Ngoài con đang nói cái chuyện xui xẻo của con á. Chuyện tào lao chú ơi. Nghe nói mày đánh vợ của... Vợ tư hào đúng không? Trời ơi, chịu đời nổi không trời. Mày thấy chưa? Thấy không? Những cái gì mà xấu xa này kia người ta đồn lẹ lắm. Con mà đánh. Mắc gì đánh người ta? Không. Đàn ông đi đánh đàn bà. Không đánh sao nó xỉu? Thì có cãi lộn qua, cãi lộn lại. Xong mà tự nhiên té đùng ra xỉu à. Mày nhớ mày là dân tập tạ nghe. Mày đụng một cái là chết liền á nghe. Nhưng mà con tức một cái là con không có đụng gì hết đó. Tự... Mày không đụng sao nó xỉu? Con nghe nói hình như là bị cái gì à? Thiếu máu, thiếu gì á? Trời ơi trời. Quýnh tới thiếu máu là quýnh nặng lắm á chú. Mày nói một tiếng nữa đi, mày mới là người thiếu máu con quỷ. Mà bằng sao mày với vợ chồng tư hào có lời qua tiếng lại à? Nói ra thì sợ này kia chứ. Mày chọc vợ nó hả? Chọc cái gì? Ganh ăn, tức ở với nhau. Gia đình con mới mua cái dàn karaoke. Đó. Xong rồi cứ đi qua đi lại nhìn vô hoài à. Mà có đâu phải con tiếc đâu. Nói không, nhưng mà văn hóa nghệ thuật mà ai muốn thì tự nhiên bước vô. Chẳng lẽ con nói, ơi, vô đây làm bảng đi cho vui. Kỳ quá, nó cũng giống như mấy cái quán này kia, con làm đâu có được. Với lại một cái nữa là con mới mua một chiếc xe. Rồi chắc là tự ghét con này kia gì đó rồi. Mày chạy xe vô sớm thì bấm còi in nổi. Xe thụ ra cho cố vô. Rồi mở dàn karaoke, không ai cấm mày giải trí á. Nhưng mà lựa giờ ca. Mày ca đâu giờ âm không vậy? 12 giờ khuya đúng ngọ mày ca. Còn rồi bắt đầu mình mày ca là giờ giống như giờ cô hồn không à. Chú ơi, con nói thật với chú. Nghe chú nói chuyện là con biết là chú chưa bao giờ chú đi học thanh nhạc rồi.
Trời, mua giận buổi okay. Sáng cái giọng của mình nó chưa có thoát ra được, chú hiểu không? Cái hơi của con mà đúng mà nghe mà cho đúng mà chất lượng là phải đúng 12 giờ trưa hay là 12 giờ khuya. Trời, lúc đó cái hơi của nó dữ lắm. Đó, nó đã vậy đó. Mày đâu biết mỗi lần cái giờ đó là bà con yên lặng, người ta nghỉ ngơi. Mày cất cái hơi lên mày ca, cho nó đu theo nó sủa không? Bà con phản ảnh nhiều lắm á. Nghe nói kỳ này là hợp tổ dân phố đưa cái chuyện mày đã nói á. Tới. Trời ơi. Gì con? Thôi, bình tĩnh con. Bình tĩnh. Con bé vậy thôi. Ngồi đây con. Ngồi. Uống miếng nước trà cho hạ quả. Thôi mà, ngồi. Chú Tài làm con tô cháo đặc biệt đem về cho vợ con tẩm bổ chú Tài. Giờ vợ con bệnh gì mà tẩm bổ con? Thiếu máu não. Tại sao thiếu máu não? Thì dạo này ăn ngủ không được, bị người ta làm ồn á. Đó. Bây giờ nè, có mặt anh ở đây nè, thấy không? Bây giờ tôi nói để cho chú với lại mọi người ở đây nghe nè. Bây giờ anh có công nhận một điều là tôi không hề, bữa đó tôi không hề đụng đến chỉ hay là đánh chỉ như lời người ta đồn, đúng không? Đúng không? Tự nhiên bả lăn ra bả xỉu, đúng không? Nhưng mà nếu như bả không ra đó gây lộn với anh thì làm sao mà bả xỉu? Cũng anh không à. Nguyên nhân á, tại vợ của con thiếu máu, rồi bị mất ngủ nữa, nó bị ức chế dây thần kinh nó căng thẳng quá, thành ra máu nó không có lưu thông được, thành ra mới thiếu máu như vậy á. Là thấy chuyện mày ảnh hưởng không? Giờ chú có đó bác sĩ là cho thuốc men cho vợ con uống rồi, thì chú chỉ con nấu cái món cháo để giúp vợ con tẩm bổ với bổ dưỡng thần kinh hơn. Ủa, nấu được hả chú? Được chứ, món ăn bồi dưỡng sức khỏe tốt lắm chứ con, nếu mình ăn đúng cách nó còn hỗ trợ cho mình á, có đó là nó cộng với thuốc men nữa mau lành bệnh lắm mấy con. Vậy chú chỉ con liền đi chú. Bây giờ con ra chợ á, con mua nấm hương với mộc nhĩ, rồi về bỏ nấm gạo tẻ vô là con nấu cháo thôi. Nấu cháo cho vợ con ăn khoảng coi một tuần ăn 2-3 lần là được rồi. Nếu mà khá giả có tiền á, mua thêm nấm linh chi cho con. Nấm linh chi nhà con có. Quá trời luôn. Con đem qua cho chú rồi chú nấu hết cho vợ Tư Hào ăn. Thôi xin lỗi, tôi không dám nhận đâu. Tôi lấy nấm linh chi về rồi ông hát ngày nào, ông ngày nào ông cũng hát cũng chết nữa. Thôi, chỗ bà con nói sớm nhau, nó có lòng như vậy là tốt lắm rồi. Chứ hơn nữa nấm linh chi cũng mắc tiền lắm con. Thôi để con người ta tặng coi như chuộc lại lỗi lầm. Tư ơi, nấm linh chi mắc thiệt hả chú? Mắc lắm con, mắc lắm. Nè. Để chú Tài tôi mới nhận á. Dạ. Cho được mấy ký à? Ừ, trời ơi. Làm gì hành ngò mấy ký? 200 gram. Đem từ dưới quê lên cho mà không ăn cho hết vợ anh á. Nhưng mà nhớ nha, còn dạ. Karaoke á, lựa giờ khác ca đi, giờ giải trí càng nửa tiếng đồng hồ được rồi. Dạ. Đừng ca giờ linh nữa, người ta lên máu nữa. Dạ. Hát giờ nghỉ không mà. Nè, giờ anh em về nhau rồi phải không? Dạ. Quê, bắt tay mày. Đó, vậy mới là bà con sớm giềng với nhau đó. Thưa quý vị, và Thúy Vinh xin được giới thiệu cùng quý vị hai vị khách mời sẽ tham gia với chương trình và giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về món ăn mà chương trình đã giới thiệu đến chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đông y Phan Quốc Hưng. Xin chào Thúy Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Thúy Vinh, chào bác sĩ Hưng. Kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Thúy Vinh đã giới thiệu đến quý vị là một món ăn cũng lạ, nhưng mà thực ra thì cũng không lạ lắm. Lạ mà quen, đó là món cháo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nấu cháo với nấm linh chi. Thì không biết là về mặt đông y thì chúng ta có nấm linh chi và gạo tẻ thì sẽ có những công dụng như thế nào thưa bác sĩ Hưng? Thì đây là một cái món cháo ha. Thì cái gạo tẻ thì mình cũng đã nói trong nhiều cái chương trình rồi. Dạ. Thì cái tác dụng của cái gạo tẻ là cũng rất là tốt. Thứ nhất là nó bổ dưỡng ha, nó cung cấp cái năng lượng cho mình ha, dùng cho tốt cho những người mà đặc biệt là người ốm mới dậy nè ha, người mà suy nhược cơ thể thì cái gạo tẻ ăn cũng bổ dưỡng trong cái thời gian mà hồi sức rất là tốt. Dạ. Ngoài ra cái thành phần thứ hai là nấm linh chi, thì mình thấy cái nấm linh chi á, nó rất là nhiều cái tác dụng rất là tốt. Có những cái tác dụng là thứ nhất là nó bổ khí dưỡng huyết ha, nó tiêu viêm và giải độc nữa. Thì trong cái y học hiện nay thì người ta thấy là cái nấm linh chi nó có tác dụng là nó ăn uống giúp cho người bệnh là hồi phục sức khỏe rất là mau ha. Ngoài ra nó tăng cường cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là nó phòng chống những cái trường hợp mà ung thư hoặc là để trong cái giai đoạn
giai đoạn mà mới phát hiện đó, thì dùng cái nấm linh chi cũng rất là tốt. Ngoài ra thì linh chi nó có tác dụng là giải độc trong những cái trường hợp mà viêm gan ha, đó viêm gan nè, viêm cái đường hô hấp cũng rất là tốt. Ngoài ra người ta thấy là cái nấm linh chi á, nó ăn vô thì có tác dụng nó dưỡng phế, nó bổ âm nữa. Thì những cái trường hợp mà ho, viêm họng, ho mãn tính thì dùng cái linh chi cũng rất là tốt. Và một cái tác dụng nữa của linh chi đó là nó ngăn ngừa những cái trường hợp và rối loạn cái lipid máu ha, tăng mỡ trong máu đó. Và cái trường hợp đái tháo đường nó cũng rất là tốt. Và nó điều hòa cái huyết áp tim mạch nữa. Nói chung cái nấm linh chi nó rất là nhiều tác dụng. Thì đây là một món ăn thứ nhất là nó bổ dưỡng, dùng cho những cái người mà suy nhược cơ thể nè, và đặc biệt là những cái trường hợp mà ung thư thì hỗ trợ cũng rất là tốt. Ngoài những cái giá trị dinh dưỡng từ gạo tẻ ra thì nấm linh chi cho chúng ta những cái dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ Thủy? Nấm linh chi thì là một loại thực vật nhưng mà sẽ là cung cấp chất đạm rất là nhiều. Thực phẩm này là khá là giàu đạm với cái thành phần axit amin, đó là cân đối và có nhiều các sinh thiết yếu mà mình ăn thịt cá thì không có. Và trong nấm linh chi thì nó có rất nhiều chất chống oxy hóa cũng như là nó tăng sức đề kháng của cơ thể. Đồng thời là những loại vitamin chẳng hạn như là vitamin A hoặc là những cái chất là chống oxy hóa nó khá là cao, cho nên nó cũng có rất hữu dụng trong những cái việc phòng ngừa những bệnh mà như đái tháo đường hay là bệnh tim mạch chẳng hạn, hay cao huyết áp. Và đặc biệt nấm linh chi có rất nhiều kali, cho nên đó là cái tác dụng mà giúp điều hòa huyết áp của cái nấm linh chi. Và gạo tẻ thì thành phần gạo tẻ phải nói là bổ dưỡng là do bột đường khá là nhiều, rồi đạm cũng có nữa, rồi một ít chất béo và rất nhiều vitamin B1 là giúp nó hấp thu và chuyển hóa chất bột đường. Cho nên đây là một món cháo phải nói là cái thành phần dinh dưỡng khá cân đối và hoàn hảo. Và thưa quý vị, trong những ngày trời mưa, tiết trời se lạnh mà được thưởng thức một bát cháo nấm linh chi thì quả thực là không có gì bằng, phải không ạ? Và hy vọng là quý vị sẽ thực hiện thử món ăn này để đãi cả nhà của mình. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.